Tổng hợp tin tức tiền điện tử hot nhất tuần qua. 1. CEO Coinbase cảnh báo nên thắt dây an toàn trong một mùa đông crypto kéo dài. Coinbase đã sa thải 1.100 nhân viên, sẽ tiếp tục cắt giảm chi phí, sẵn sàng đối chọi với mùa đông khắc nghiệt trong 12 đến 18 tháng tới. 2. Xuất hiện vụ hack đánh cắp tiền mã hóa thông qua máy ATM Bitcoin. Chúng đã tiến hành một cuộc tấn công lỗ hổng Zero Day để giành quyền truy cập vào CAS của công ty và đánh cắp tiền. 3. Doanh thu sàn FTX được cho là đã tăng đến 1.000%, hơn 1 tỷ đô trong năm 2021. FTX có khoảng 2,5 tỷ đô tiền mặt vào cuối năm ngoái và tỷ suất lợi nhuận 27%. Với khối tài sản lớn đang nắm giữ, CEO Sam Bankman-Fried tuyên bố sẵn sàng chi hàng tỷ đô cho nhiều thương vụ mua lại trong tương lai. 4. Giá sàn của NFT Bored Abstract Club lập đáy của năm 2022. Theo dữ liệu từ NFT Bright Floor, ở mức 68 ETH. Dù vậy, BAYC vẫn là bộ sưu tập NFT lớn nhất tính theo vốn hóa thị trường, ở mức 680.000 ETH, tương đương hơn 1 tỷ đô. 5. Chính quyền Malaysia đưa sàn Hủa Bi vào danh sách cảnh báo nhà đầu tư. Các nhà quản lý cho biết, Hủa Bi vận hành một nền tảng giao dịch crypto tại quốc gia này mà không có đăng ký chính thức với Ủy ban chứng khoán của Malaysia. Ronald Reed từ lâu công quét sàn thành triệu phú như thế nào? Ronald Reed được sinh ra trong gia đình nông dân nghèo ở vùng quê Vermont, Mỹ. Phải lao động từ sớm, ông sửa xe tại một trạm xăng suốt 25 năm và làm lao công quét sàn suốt 17 năm. Reed mua một căn nhà nhỏ 12.000 đô, tức gần 300 triệu đồng ở tuổi 38 và sống ở đó đến cuối đời. Với những ai quen biết ông, họ đều cho rằng ông là một người lao công bình thường, thậm chí không mấy dư giả. Đến tận khi Ronald Reed qua đời vào năm 2014 ở tuổi 92, đó là lúc người lao công giản dị được lên bản tin thế giới và nhắc đến như một nhà đầu tư lão luyện với tài sản 8 triệu đô la. Ông đã cho con cháu mình 2 triệu và dành 6 triệu còn lại để làm từ thiện. Khi đó, những người quen biết ông đều ngạc nhiên tột độ. Họ tự hỏi không biết ông kiếm được một số tiền khổng lồ như vậy ở đâu. Ông đã tiết kiệm số tiền lương ít ỏi của mình để đầu tư vào cổ phiếu, tiền điện tử trong hàng chục năm. Đến cuối đời, ông có hơn 95 mã cổ phiếu của các công ty lớn. Reed là tấm gương đầu tư thành công nhờ sự kiên trì, bền bỉ, đáng cho chúng ta phải noi theo. CEO bài đen cảnh báo hành vi gian lận của các sàn crypto, cộng đồng nhắm vào FTX. Trong bài đăng mới đây, ông Trang Benjao cho biết bản thân đã học được một thuật ngữ mới là Yester. Theo đó, từ này ám chỉ đến hành vi sắp xếp giao dịch theo ý muốn của sàn, lệnh mua hoặc bán của nhà đầu tư sẽ hoàn toàn bị chi phối, kẹt lại và đẩy xuống thấp hơn trong danh sách đặt lệnh nhằm cho phép các giao dịch mới hơn được thực hiện. Mặc dù không ám chỉ cụ thể sàn giao dịch nào đang sử dụng những mánh khóe như vậy, nhưng cộng đồng tiền mã hóa phần lớn đã phản hồi lại bài đăng của CEO Binance bằng cái tên FTX, sàn giao dịch crypto nổi tiếng do CEO Sam Bankman-Fried lãnh đạo. Đáp lại phản ứng của cộng đồng, ông Trang Benjao nói rằng, tất cả các bạn đều biết đó là ai và là gì, tôi sẽ không nói gì cả, chúng tôi cần chiến đấu với những kẻ xấu. Nếu suy xét về những chuỗi sự kiện trong quá khứ, thì FTX và Alameda Research cũng không ít lần là kẻ châm ngòi cho sự sụp đổ, để từ đó nhân cơ hội đóng vai trò là vị anh hùng của ngành crypto. Cảnh sát Hàn Quốc thu giữ tiền điện tử để xóa nợ thanh toán tiền phạt giao thông. Một thị trấn của Hàn Quốc gần Seoul đã vận hành thành công một chương trình thử nghiệm cho phép cảnh sát thu giữ tiền điện tử từ tài khoản giao dịch của các cá nhân chưa thanh toán tiền phạt giao thông. Junpo, một thành phố với khoảng 275.000 người ở tỉnh Gyeonggi, phía Tây Bắc, đã được chính phủ quốc gia lựa chọn để thực hiện chương trình thí điểm. Chương trình dường như đã thành công, ít nhất là trong nửa đầu năm 2022, với việc cảnh sát Junpo đạt được tỷ lệ thu 88% đối với tiền phạt giao thông, lên tới 668.000 đô, đưa thành phố đi vào tốc độ vượt xa mục tiêu, thu về 759.000 đô tiền phạt giao thông của cuối năm. Jumbo Ibo báo cáo rằng số tiền phạt thu được trong nửa đầu năm đã vượt qua tổng số tiền thu hàng năm trong 3 năm qua. Thị trường tiền điện tử Hàn Quốc là một thị trường béo bở để thực hiện truy thu tiền phạt khi nó tăng lên 45,9 tỷ đô vào năm 2021. Mặc dù báo cáo không nêu rõ loại tiền điện tử nào sẽ bị thu giữ và bán để trả tiền phạt. Ai là người thiết kế biểu tượng Bitcoin? Phát hành 13 năm trước bởi Satoshi Nakamoto, thiết kế đầu tiên của biểu tượng Bitcoin là hình ảnh một đồng tiền vàng với hai chữ cái BC được đặt ở trung tâm. Đến tháng 2 năm 2010, Nakamoto đã công bố một biểu tượng Bitcoin mới thay thế cho hai chữ cái BC bằng ký hiệu B đặt trên đồng xu vàng. Tháng 11 năm 2010, tài khoản A.BitBoy, thành viên hoạt động trên diễn đàn Bitcoin Talk, đã phát hành một biểu tượng Bitcoin mới lấy cảm hứng từ thiết kế của Satoshi. Tuy nhiên, A.BitBoy đã chọn thay thế đồng xu vàng bằng hình tròn màu cam kèm theo ký hiệu B nằm nghiêng 14 độ. Thiết kế này được cộng đồng ủng hộ, logo Bitcoin màu cam trở thành biểu tượng chính thức của Bitcoin trong suốt 12 năm qua. Giờ đây, mọi người đều có thể sử dụng biểu tượng Bitcoin một cách tự do, ngay cả cho mục đích thương mại, tài khoản A.BitBoy cho biết. Đừng để bị lùa gà!
Thông qua quá trình bơm thổi giá tiền ảo, những tay chuyên lùa gà không quên tạo ra những ảo vọng về loại hình đầu tư này, kèm theo hình ảnh thu lợi khổng lồ, mua nhà tậu xe để thu hút nhiều người. Một chiêu trò bơm thổi là đưa ra các thông tin loại tiền ảo này kia được sử dụng để giao dịch mua sắm đang dần phổ biến. Đến nay, phần lớn chính phủ các nước đều chưa công nhận tiền ảo và loại hình này vẫn đang nằm trong quá trình nghiên cứu, đánh giá. Tại Việt Nam, tiền ảo cũng không được chính quyền công nhận nên đồng nghĩa với việc đầu tư vào tiền ảo sẽ không được bảo vệ bởi pháp luật, thậm chí không khéo có thể vướng vào các hành vi vi phạm pháp luật. Cho nên, mọi người đừng nên bị hào quang của blockchain cuốn vào tiền ảo. Thế nhưng nhiều người vẫn đang bất chấp, liều mình đầu tư vào lĩnh vực này như những con thiêu thân, để rồi cuối cùng trở thành nạn nhân. Chính vì thế, trước những chiêu trò lùa gà đang bùng nổ hiện nay, chính mỗi người cũng cần tỉnh táo để không phải ôm hận. Bức ảnh của Meta bị chê vì quá xấu, đồ họa chỉ bằng những trò chơi cách đây 15 năm. Mới đây, Mark Zuckerberg đăng một bức ảnh tự sướng từ bên trong Horizon World, một siêu dự án của Meta. Trong bức ảnh, tháp Eiffel là điểm nhấn, có nghĩa thông báo Metaverse của công ty đang mở rộng ra nhiều quốc gia hơn. Tuy nhiên, phản ứng của người dùng lại khá thất vọng khi hình nhân vật của Mark Zuckerberg nhìn xấu xí, đồ họa trông giống những trò chơi cách đây 15 năm. Sau khi bị chê, tới hôm 20 tháng 8, Mark Zuckerberg đăng thông báo đồ họa trong Horizon World sắp được nâng cấp. CEO Meta cũng đăng tấm hình mới của mình khi được nâng cấp về đồ họa. Đây không phải lần đầu tiên CEO Meta chia sẻ những bức hình kém chất lượng về Metaverse của công ty. Vào năm 2017, Zuckerberg đã giới thiệu ứng dụng thực tế ảo Facebook Spaces bằng cách sử dụng một nhân vật xấu xí trông giống bản thân. Bên cạnh việc bị chê xấu xí, người dùng còn không rõ lý do Mark Zuckerberg chọn khung cảnh phản cảm. Trong đó, CEO của Meta đã quyết định cách tốt nhất để khoe ứng dụng Spaces và nhân vật khủng khiếp của mình là đến thăm Puerto Rico. FCX đã tăng doanh thu lên 1.000% vào năm 2021 và năm 2022 có vẻ còn tốt hơn. Vào năm 2022, FTX tiếp tục chuỗi ngày tăng nóng của mình, bất chấp thị trường gấu khiến một số sàn giao dịch tiền điện tử phải đóng cửa hoặc cắt giảm nhân sự. Trong quý đầu tiên của năm, nó đã kiếm được hơn 270 triệu đô lợi nhuận và đang trên con đường tích lũy doanh thu hơn 1,1 tỷ đô. Bí ẩn là làm thế nào mà công ty tiếp tục thu được kết quả tốt như vậy, bất chấp những thiệt hại của mùa đông tiền điện tử. FTX đã mua lại nhiều công ty khác nhau, chẳng hạn như Bitvore, một nền tảng giao dịch của Canada, và Embed Financial Technology, một nền tảng thanh toán bù trừ vốn chủ sở hữu để thúc đẩy sự phát triển của mình trên thị trường. Mặc dù Sam Bankman-Fried đã nhiều lần nói về ý định giúp đỡ các công ty khởi nghiệp tiền điện tử khác, nhưng cũng đúng là công ty của anh ấy đã tận dụng các điều kiện hiện tại để mua lại một số doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Hiện tại, FTX đang thảo luận về việc mua Bitum, một sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc, và đạt được thỏa thuận với BlockFi. Mạo danh sếp Binance để lừa đảo, Patrick Hillman, giám đốc truyền thông của Binance tuyên bố những kẻ lừa đảo đã lợi dụng tên tuổi của ông để gửi các liên hệ tham gia cuộc họp. Trong một bài đăng trên blog có tiêu đề, những kẻ xấu đã tạo một hình ảnh AI 3 chiều của tôi để lừa vào các dự án không đáng tin. Ông Patrick Hillman cho biết, một nhóm hack đã sử dụng đoạn phỏng vấn trước đây của mình để giả mạo danh tính bằng công nghệ deepfake. Mặc dù có nhiều cuộc thảo luận về khả năng giả mạo cá nhân trong các cuộc gọi điện video, việc xác định thật giả vẫn rất phức tạp. Các bản deepfake, kỹ thuật tổng hợp bằng trí tuệ nhân tạo, âm thanh được sử dụng để mạo danh mọi người đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội nhằm tạo ra những trò gian lận. Lĩnh vực tiền số đầy dậy những trò gian lận dựa trên hiệu ứng deepfake, kẻ xấu dựa vào những bức ảnh hay video đánh cắp để đưa ra hồ sơ mạng xã hội giả mạo, cùng với một số kỹ thuật đặc biệt để đánh cắp tiền. Tất nhiên, những người có tầm ảnh hưởng như Human luôn là một mục tiêu mà những kẻ lừa đảo hướng đến và lợi dụng. Bitcoin và tiền mã hóa ở Việt Nam nên gọi là tiền ảo hay tiền số? Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, tiền điện tử là thể hiện đồng tiền pháp định hay đồng tiền của Ngân hàng Trung ương phát hành. Khi một người có tiền giấy, tiền xu nhưng không cầm mà lưu trữ dưới dạng điện tử ở các thiết bị di động, mạng máy tính, đó gọi là tiền điện tử. Hiện nay còn có khái niệm về tiền ảo, tài sản ảo mà chúng ta hay nhắc đến như Bitcoin. Các loại tiền ảo như Bitcoin chỉ được thừa nhận trong một cộng đồng nhất định, ví dụ như cộng đồng game hay sàn công nghệ. Vì vậy, đề xuất cách gọi mới sẽ là tiền pháp định dùng trong các ứng dụng kiểu ví điện tử nên được gọi là tiền điện tử pháp định. Bitcoin sẽ được gọi là tiền số, stablecoin được gọi là tiền số ổn định. Với tiền số do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành, vị chuyên gia này cho rằng nên gọi đây là tiền số Việt Nam đồng. Hết thời chơi game kiếm tiền. Giá tiền số giảm mạnh, vấn nạn lừa đảo xuất hiện khắp nơi khiến nhiều người chán nản, tiếc nuối vì đã đầu tư quá nhiều vào game phi. Làn sóng bỏ Ace Infinity đang diễn ra ở nhiều nơi, từng gây bão năm ngoái, hiện chỉ còn 700.000 người chơi mỗi tháng. Trong khi vào thời đỉnh cao, mỗi tháng game chỉ có khoảng 2,7 triệu người tham gia thường xuyên. Step N, game chạy bộ kiếm tiền từng nổi đầu năm nay, cũng nhanh chóng chịu chung số phận. Từ hơn 700.000 người hoạt động hàng tháng vào tháng 5, hiện chỉ còn 170.000 người dùng thường xuyên.
Huy Hậu, từng tham gia sớm vào trào lưu chơi game kiếm tiền và chạy bộ kiếm tiền cho biết, đã hết thời gian chơi game kiếm tiền, cua đông tiền số đang càn quét khắp thị trường, nhiều dự án biến mất cùng với khoản đầu tư của người chơi. Trong giai đoạn thị trường đi xuống, nhà đầu tư cá nhân có thể sẽ là những con mồi tiếp theo của hacker. Vụ tấn công vào hàng nghìn người dùng Solana mới đây là lời cảnh báo cho thấy thị trường tiền mã hóa, GameFi vẫn là miền viễn Tây hoang dã với nhiều rủi ro. Samsung sẽ ra mắt sàn giao dịch crypto vào năm 2023. Samsung Securities, một trong các công ty có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực tài chính Hàn Quốc, gần đây đã nộp đơn xin chính phủ chấp nhận cho kế hoạch phát hành sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số. Samsung Securities hiện đang nghiên cứu cách phát triển và vận hành nền tảng giao dịch token chứng khoán nhưng không thể tuyển dụng nhân sự vào năm ngoái. Mirae Asset Consulting cũng đang trong quá trình tuyển dụng liên tục cho công tác nghiên cứu, phát triển tiền mã hóa và NFT. Từ đầu năm 2022 đến nay, gã khổng lồ công nghệ Samsung liên tiếp cho thấy những bước đi chắc chắn nhắm đến Web3. Điển hình như bắt tay cùng với Decentraland xây dựng cửa hàng Metaverse đầu tiên, hợp tác với Nifty Gateway phát triển nền tảng NFT TV. Bên cạnh đó, tập đoàn còn đầu tư 25 triệu đô vào startup DoubleMe ra mắt máy chủ Discord để hỗ trợ Web3 và các bản phân phối NFT. Các bạn hãy truy cập vào link bio để tham gia cộng đồng của Caret.net, kênh cung cấp thông tin sớm nhất, khách quan nhất và chia sẻ các gói tiềm năng nhất trong thị trường crypto mỗi ngày.